Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe an toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích săn bẫy trên toàn cả nước nhé. Ngày hôm nay thì xin giới thiệu chi tiết cho anh em là về hai cái mẫu lèo ngụy trang mà cơ sở bên em đang bán. Đấy, trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về hai cái mẫu lèo này thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Đối với bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng trên hai cái mẫu lèo này thì các bác liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì sẽ đi chi tiết nhé. Đấy, đầu tiên thì là về cái mẫu lèo hàng may thủ công này. Đối với cái hàng này thì sử dụng ưu điểm của nó về mùa hè thì cực kỳ là mát các bạn. Đấy, và cái thứ hai nữa là nó có độ chống mưa. Đấy, chống mưa xuân rất là tốt. Đấy, mẫu này thì được anh em nhiều anh em sử dụng. Đấy, nhưng giá của nó thì nó sẽ hơi cao một chút so với cái mẫu lèo công nghiệp. Đấy, hàng công ty sản xuất. Còn về hàng này thì tất cả từ đường kim mũi chỉ. Đấy, các bác yên tâm, đây là hàng đặt may nhé. Đấy, và cái lớp vải bên ngoài ấy, thì nó là cái lớp vải. Đấy, giải vải may nhuộm theo kiểu màu rắn di này. Đấy, cực kỳ là đẹp, lá cây cỏ khô. Đấy, hàng này ngụy trang, tính ngụy trang cao. Đấy, thiết kế của cái lều này thì nó sẽ gồm 4 cái khung thép để tạo lên một cái lều tự bung. Đấy, cái hàng này thì là nó tự bung và mình sẽ gấp được, nó rất là gọn. Đấy, còn về bên trong của nó đây này. Đấy, bên trong của nó thì vải thì nó sẽ có màu trắng ở bên trong như thế này các bạn nhé. Đấy, và nó sẽ có 4 cái cửa nhìn ra ngoài. Đấy, đây là những cái cửa khóa này các bạn này. Đấy, muốn để ý theo dõi con chim ấy. Ở ngoài thì các bác có thể là theo dõi. Đấy, ngồi 4 hướng. Và kích thước của nó thì phù hợp cho cái thứ nhất là một anh em mà ví dụ anh em mà đi bẫy cùng nhau ấy mà không có lều thì có thể là hai anh em ngồi một lều thì nó vẫn khá là rộng rãi. Ở bên dưới nó là một cái lớp vải bạt nhé. Cái lớp vải bạt này thì ưu điểm của nó thì nó sẽ chống thấm. Đấy, ví dụ như nền đất ướt là anh em sử dụng là ok. Đấy, quay từng bộ phận cho anh em xem. Đấy, ví dụ mặt này nó có một cái cửa này. Đấy, lỗ nhìn ra này và cái đèn này nó sẽ có khóa nhé. Các bác không nhìn cái hướng này thì các bác có thể kéo khóa lại. Đấy, quay chi tiết cho các bác. Bên này thế này. Đấy, về hai cái này thì về cái mặt hướng từ bên trong ra nhìn nó rất là đẹp các bạn. Đấy, chiều cao của nó thì đồng đều nhau. Đấy, đấy hàng này thì các bác có sử dụng đánh bìm bịp này, đánh cu gáy, đánh gà rừng thì các bác lên sắm cho mình một cái lều này. Đấy thì các bác sẽ tiếp cận gần cái con chim mồi. Đấy, ví dụ những cái tình huống mà sơ suất xảy ra thì có thể là các bác phi từ lều ra thì nó sẽ yên tâm hơn là ngồi xa. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ nhìn thấy con chim mồi của mình nó chơi kiểu gì, nó đánh kiểu gì. Đấy, tiếp theo thì là về đến cái mẫu lều hàng công nghiệp này. Hàng này thì đặt may với số lượng lớn. Đấy, và cái thứ hai nữa chất liệu của nó thì nó chỉ bằng vải kiểu như vải bạt này. Đấy, và nó cũng có độ ngụy trang khá là cao. Đấy, hàng này thì giá của nó rẻ, gọi là gần như là một lửa so với cái lều may thủ công nhá. Đấy, hàng lều vải và hàng lều bạt nó khác nhau. Đấy, và bên trong hình thức của nó thì sẽ như thế này. Dưới thì nó vẫn là một cái lớp vải bạt. Đấy, chống thấm tốt. Cái ưu điểm của cái hàng này thì nó sẽ không ngấm nước này các bác này. Đấy, nó vải bạt. Nhưng ngồi về mùa hè thì nó hơi nóng một chút thì đấy, tiền nào của đấy thôi. Đấy, các bác sử dụng cái nào thì nó đều có cái giá trị của nó. Đấy, nó cửa của nó thì nó sẽ không may kiểu kia. Đấy, nó be lưới vuông đây. Đấy, và khi mà các bác muốn xem chim bên ngoài, bác vén lên này. Đấy, và nhìn ở bên ngoài vào thì con chim nó cũng không hình dung ra. Đấy, cái thứ hai nữa đây thì các bác sẽ có một cái khuy để các bác đẩy lên. Đó, đấy hai cái lều đây. Đó, rất là đẹp các bạn. Đấy, còn hàng thì số lượng bên cơ sở là có số lượng lớn nhé. Đấy, để phục vụ cho các bác. Các bác nào đặt đổ xì lẻ chẳng hạn thì bên cơ sở là có. Và cái thứ hai nữa là bác nào mua lẻ về chơi sử dụng thì bên cơ sở cũng đều có những cái mẫu lèo hợp lý để phục vụ cho các bác. Đấy, mẫu lèo này thì hiện tại đang là đầu năm 2023 rồi. Đấy, được các bác thợ đánh chim sử dụng rất là nhiều. Thì các bác nào mà có nhu cầu đấy, đặt hàng sử dụng trên cái mẫu lèo này thì các bác tham khảo đặt hàng. Đấy, liên hệ cho bên cơ sở em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.